Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ các sản phẩm với điện máy. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy sấy bơm nhiệt heat pump của Samsung dòng mới nhất 2021 và có cái bảng điều khiển điện tử AI như thế này. Bình thường ra thì chúng ta đã quá quen thuộc với dòng máy mà có cái bảng điều khiển có hiển thị những cái phần chức năng ở phía bên này rồi. Thì tuy nhiên Samsung ra mắt một model mới mà có cái bảng điều khiển AI như thế này thì một số bác cũng đang thắc mắc về cách sử dụng của nó. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bảng điều khiển này. Thì cách lắp của dòng máy này cũng rất chỉ đơn giản thôi. Các bác đi kèm với nó thì sẽ có thêm một cái phần ống dây ở đây nữa. Đây các bác nhìn thấy này, phía bên trong này sẽ có thêm một đoạn dây này. Đoạn dây này. Dây này thì các bác sẽ lắp ở phía đằng sau nhé. Lắp phía đằng sau. Ở phía đằng sau sẽ có lỗ chờ cho mọi người để chúng ta có thể thoát nước ra bên ngoài. Thứ hai thì các bác không cần, nếu mà các bác không lắp dây đấy thì nước nó sẽ tự động lắp vào đây. Tự động rơi vào đây rồi thì các bác chỉ cần bỏ ra và đổ nước đi là xong. Thì cái phần này thì nước nó cực kỳ là nhiều thì các bác nó sẽ chứa được rất nhiều mẻ để các bác khi mà mọi người sấy nhiều lần thì nó mới đầy được cái phần ống này nhá. Còn cái phần máy bảng điều khiển này thì các bác sử dụng như thế này. Đầu tiên thì em sẽ tắt cái bảng điều khiển này đi. Bật lên thì các bác sẽ bấm vào nút nguồn ở đây. Nó sẽ lên nguồn và nó sẽ bấm vào nút chào mừng. Các bác bấm vào nút tròn tròn này giúp em. Các bác bấm khi nào mà nó hiển thị lên cái phần chức năng đây như thế này thì các bác dừng lại. Và đây là chế độ sấy cốt tông mọi người nhá. Sấy cốt tông và vâng, ở đây thì nó sẽ hiển thị số cân nặng mắc của từng chế độ một các bác nhá. Cái này là sấy 9 cân, mắc 9 cân và hiển thị luôn cả thời gian sấy cho các bác ở đây. Đấy, các bác có thể điều chỉnh mức sấy nhiệt ở đây. 3 1 2 đấy, tùy thay đổi lượng quần áo này, 3 chống nhăn. Nó tùy từng chế độ các bác bật lên nó sẽ thay đổi đây thời gian. Còn đây là chế độ STEM. Phía bên này thì các bác có thể quay thêm để điều chỉnh những cái chế độ khi mà chúng ta muốn sấy các loại quần áo hay là đồ vật khác nhau, nó sẽ hiển thị ngay cái phần thời gian và các cái phần mặc định đồ, nó sẽ giới thiệu cho mọi người các cái đồ ở đây và thời gian sấy này, mắc là 2 cân đấy. Rất chỉ đơn giản thôi và các bác bấm nút play là nó sẽ chạy. Ở đây thì ngoài ra thì các bác có thêm một nơi để sấy giày nữa mọi người nhé. Đây là cái giá để sấy giày này. Cái giá sấy giày này nó sẽ có thêm hai cái móc này. Các bác nhìn thấy hai cái móc này. Hai cái móc này thì các bác mà chốt vào hai cái lỗ này giúp em. Hai cái lỗ này. Và chúng ta móc vào đây. Để chúng ta để giày vào đây chúng ta sấy. Rất chi là tiện lợi. Đây là một cái nơi để chúng ta bỏ những cái sợi sơ vải hay những cái bụi bẩn chúng ta nó dính vào đây. Chúng ta vệ sinh ở đây là ok. Thì đấy là cái chế độ, các cái chế độ giặt sấy của một cái máy giặt này, là chế độ sấy của dòng máy sấy heat pump của Samsung, dòng mà sấy điện tử bảng điều khiển AI. Các bác có thắc mắc gì có thể nhanh tay liên hệ với bên em nhé. Đây là cái hộc lấy nước này. Rồi ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo. Hôm nay thì có, ngoài ra thì đối với dòng này thì các bác có thêm cả sấy có thêm chức năng là smarting kết nối với điện thoại mọi người nhé. Kết nối điện thoại đây. Dùng smarting để có cuộc sống tốt hơn. Đấy, các bác kích vào đây nó sẽ nhảy luôn ra. Ok. Cái chức năng này thì xem sẽ làm một video để hướng dẫn cho mọi người sau.